Sáng là các bạn đi shopping, mình đi mua giày, kiểu như cái văn hóa Zimbabwe phải không? Mỗi bạn được tặng một đôi giày ở cửa hàng Nike. Rồi sau đó năm nay mình có thêm một cái upgrade nữa là Huawei dắt các bạn đi mua đồ lót bên Calvin Klein. Huawei muốn take care cho các bạn từ trong ra ngoài, và hiện thời đang là, mọi người cũng có thể thấy, hiện thời đang là 8 giờ rưỡi. Như mọi năm, anh Hà Hiền và Foro hỗ trợ team Huawei để làm tóc cho các bạn. Thì hiện thời Huawei rất là tôn trọng và rất là cảm kích cái chuyện mà anh Hà Hiền đã điều động các nhân sự từ các tiệm khác để đến đây hỗ trợ cho team Huawei. Trời cũng tối rồi và nghe đâu là các bạn sẽ phải làm việc từ lúc 8 giờ rưỡi này cho tới tận 12 giờ đêm. Và team Huawei rất là cảm kích về cái sự hỗ trợ của anh Hà Hiền, và hy vọng là trong tương lai tất cả chúng ta có thể tiến xa nhiều hơn nữa cùng với nhau. Có một người bạn như Foro cũng là một cái niềm vinh hạnh của Huawei. Không thể nào tưởng tượng nổi, tức là mình là những người đã chơi hip hop những ngày đầu tiên đến tận bây giờ, thì khi mà thấy cái sự thay đổi gọi là quá khủng khiếp như vậy của hip hop Việt thì bản thân mình cũng muốn phải ké một miếng. Nói chung là mọi thứ thực sự bây giờ đã quá tốt, và có cơ hội trải thảm đến tất cả những anh em nào đam mê nhạc hip hop, và chỉ cần bạn cực lực và làm việc chuyên nghiệp thì cơ hội sẽ đến với bạn thôi. That's fair. Và cũng cảm ơn anh Hà Hiền đã tài trợ cho team Huawei những cái máy đầu đẹp cho cái dòng 2 lần này, bởi vì thực sự thì cái việc đó rất là quan trọng. Đầu tóc và cái thứ đầu tiên là nhìn thấy mình ra quyết định con người của mình mà, cho nên là cái cú trip này rất là đặc biệt, và thay mặt cho team Huawei Black Car cảm ơn Hà Hiền rất là nhiều. That's how we do baby, big love. Như mọi người cũng biết là team Huawei mùa 1 đã đạt chức vô địch, thì đó là một cái khó khăn gấp bội cho team Huawei ở mùa 2. Nếu như mà cái thành công này được lặp lại một lần nữa thì mùa 3 nó lại càng khó khăn hơn nữa, cho nên là mình level up cái trò chơi này. Cái chiến thuật của Huawei năm nay đó là cái tinh thần đoàn kết và cái sự cố gắng của tất cả các bạn. Như nếu mọi người coi chương trình, mọi người cũng sẽ thấy team Huawei các thí sinh mới chưa có kinh nghiệm rất là nhiều, và Huawei muốn các bạn có thể tăng tốc và bứt phá qua dòng 2 mùa này. Đó là lý do tại sao Huawei muốn gây dựng một cái tinh thần đoàn kết để tất cả mọi người có thể hỗ trợ nhau, hợp tác và cùng nhau đẩy nhau lên. Anh Huy trong lúc làm việc thì anh Huy là một người rất là nghiêm khắc nhưng mà một người rất là nghiêm túc. Tức là anh Huy là một người rất là sâu sắc, có tầm nhìn xa. Anh Huy đưa ra những cái lỗi của mình mà mình nghĩ không nghĩ là đó là cái lỗi của mình. Tự nhiên anh Huy nói là thì ra mình phạm cái lỗi này. Vì là một người rất là sâu sắc trong cách nhìn nhận mọi vấn đề. Nhắn nhủ với người thầy của mình thì mình sẽ nói là em yêu anh 3.000. Năm ngoái anh Huy nhắn cho Trang Ti, nay Ti gì vậy? Năm ngoái anh Huy nhắn là đây là cơ hội của em đó, cố lên. Nhưng mà em có một cái biến cố khác nên là không thể tham gia vào.